Alo, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách nấu tteokbokki. Giờ mình sẽ cho một xíu nước vào. Trong khi đợi nước sôi thì mình sẽ cắt chả cá. Thể cắt chả cá ra thành những miếng nhỏ cho nó dễ ăn. Mình sẽ cắt hành ra một lát nhỏ như thế này. Một chút mình sẽ nấu chung với tteokbokki. Ok, giờ mình cũng sẽ cắt hành y chang như vậy, cắt thành miếng nhỏ. Giờ nước thì sôi rồi thì mình sẽ bỏ tteokbokki vô trước. Tại vì bánh gạo nó cứng thì mình sẽ bỏ vô trước. Sau 2 phút thì mình sẽ bỏ chả cá vô. Giờ mình sẽ bắt đầu nêm tương ớt thì mình sẽ dùng tương ớt loại này của Hàn Quốc. Rồi mình sẽ bỏ 2 muỗng tương ớt vô. Nếu bạn nào thích ăn tương ớt nhiều hơn thì mình có thể bỏ nhiều hơn nữa. Đã thêm một muỗng nữa. Mình sẽ cho một muỗng dầu mè vô. Mình cũng sẽ cho thêm một muỗng nước tương. Mình sẽ bỏ thêm 2 muỗng đường vào cho nó thêm có vị ngọt ngọt. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều. Cho nó cho cái gia vị nó thấm vô cái bánh gạo như chả cá. Giờ mình sẽ bỏ hành tím vô. Mình sẽ bỏ nó vô sau cùng vì hành tím này nó mau chín. Rồi mình cũng sẽ đảo nó lên một lần nữa. Mình sẽ đảo cho nó đều lên để cho bánh gạo với chả cá nó thấm và hành này nó sẽ chín. Rồi xong rồi mình có thể nếm thử nó có vừa ăn chưa. Nếu mà nó chưa có vừa ăn á, thì mình có thể thêm những cái món thêm đường hoặc là thêm nước tương nếu mà nó không vừa ăn. Tại vì mỗi người ăn thì cái khẩu vị nó khác nhau. Giờ hành tím nó cũng sắp chín rồi thì mình sẽ bỏ hành lá vô. Tại hành lá nó cũng mau chín á, nên mình bỏ vô sau cùng. Và mình sẽ đảo cho nó sơ thêm một lần nữa thôi là mình có thể bỏ ra dĩa được rồi.
Ok, bây giờ thì mình sẽ khi mà nó sệt sệt tới dày nè là tteokbokki nó đã good rồi. Thì mình có thể bỏ ra dĩa nha. Bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa. Nhiều quá ta. Vậy là cũng xong một cái dĩa tteokbokki rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ, bước cuối cùng là mình sẽ cho thêm một ít hạt mè vào để cho nó thơm. Như vậy là cũng xong rồi, chỉ có tốn khoảng 15 tới 20 phút để làm cái dĩa này. Bây giờ mình sẽ thử nó như thế nào nha. Mà tự làm thì cũng thử thì cũng kỳ lắm. Nên bây giờ mình sẽ mời anh cameraman để thử cái món này giùm mình nha. Ok, bây giờ đổ đây, lấy cái đó thử. Giờ anh đi thử coi thử cái ngon nha. Nhìn ngon lắm. Vừa ăn không? Dạ. Cay cay. Cay cay hả? Thì cái tương ớt đó nó hơi cay cay. Nhưng mà ai ăn nhiều, ăn cay nhiều thì bỏ nhiều. Ăn cái ít thì bỏ ít. Cặm lắm. Vừa ăn á. Ngon. Cái hạt mè này cũng thơm lắm. Dạ. Thơm vì dầu mè. Cái cay cay mùi tương ớt Hàn Quốc. Ngon. Dạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Nếu mọi người thích cái video này thì cho mình một like, subscribe và share cái video này để mình có động lực và làm thêm nhiều cái video khác nữa. Tạm biệt mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ.